chào anh em đã trở lại với kênh xe tải của Khanh nha. Thì hôm nay Khanh vừa đi bấm biển số cho khách hàng của Khanh ở thành phố về. Cái con xe của Khanh vừa đi bấm xong á, cũng như là con xe này là lần đầu tiên xuất hiện trên kênh YouTube của Khanh nha. Thì lúc trước Khanh có làm mấy phiên bản lớn hơn, nhưng mà cái phiên bản là phiên bản hạ tải đó, anh em biết là xe gì nha. Thì con xe này là con Zack với tải trọng là 3,5 tấn đó, nhưng mà không phải là N350S nha. Thì cái dòng này bật mí cho anh em luôn là N350 Plus, là phiên bản nâng cấp, thùng dài hơn, rộng hơn, cabin to hơn, rồi phanh hơi lốc kê, rồi có cái bình nước ure. Rất là nhiều cái được nâng cấp từ cái dòng N350S, giúp cho anh em nào mà có cái nhu cầu mà chở hàng dài hơn mà còn tải tầm khoảng 3,5 tấn thì cái mẫu xe này rất là thích hợp nha. Bữa khách hàng của Khanh đặt bây giờ làm đợi cũng gần 2 tháng á, gần 2 tháng xe mới xong. Và hôm nay Khanh vừa đi làm biển số cho khách hàng của Khanh xong nè. Thế hôm nay mình sẽ quay xe tìm hiểu nội thất chi tiết này nha. Thì nếu mà xét về bề ngoài nha anh em, thì anh em thấy là gần như là nó sẽ không khác gì với dòng N350S đó. Nó chỉ rộng hơn, nhìn cái cabin nó sẽ rộng hơn một xíu đó. Thì cái con này nó có thêm cái tải là 5 tấn 4 tấn 9 90 với lại tải 6 tấn rưỡi nha. Đó, anh em có thể tùy anh em lựa chọn. Thì bây giờ anh em qua vòng bên hông đây. Đây là cái tải của mình á, là 3 tấn 4 90 đây. 3 tấn 4 90 nha anh em. Tải 3 tấn 4 90, tổng tải của mình là 7 tấn rưỡi nè. Xét xe là 3 tấn 7 nè. Đó. Số loại nè anh em. N350. Đó, bây giờ Khanh sẽ chỉ cái thứ nhất là cái cabin á, là cái phần thay đổi đầu tiên là nó rộng hơn. Và cái thứ hai thay đổi á là phần lớp. Thì cái con xe này sử dụng lớp lớn hơn nha. Nó cũng xài cái lớp DRC, nhưng mà lớp của nó là lớp 750-16, chứ không phải là 750 như là những con N350 nha. Rồi cái đó là cái thay đổi thứ hai. Và cái thay đổi thứ ba chính là cái dòng này thì nó có thêm cái bình nước ure xử lý khí thải. Đó, đây anh em, bình này. Đó, đây. Đó là cái thay đổi thứ ba. Và cái thay đổi thứ tư là cái gần như là quan trọng nhất, là cái kích thước thùng. Từ thùng dài là 4m3, bây giờ là thành thùng 5m3, bề ngang là cũng dài hơn, rộng hơn nữa, bề ngang là 2m120 và chiều cao là 2m. Đó, anh em thấy một cái thay đổi cực kỳ mà đáng giá trên cái con xe này. Và thêm một cái nữa, sau đây sẵn đây Khanh chỉ cho anh em mình luôn. Đó, anh em thấy không, xe 3,5 tấn có phanh hơi lốc kê. Gần như cho phân khúc xe thị trường là chưa có dòng 3,5 tấn nào mà có phanh lốc kê nha. Tại vì cái con này bản thân của nó, đúng tải của nó là 5 tấn nha anh em. Đúng tải 5 tấn nhưng mà nó hạ tải xuống thành 3,5 tấn. Rồi và nó thêm tải nữa là 6,5 tấn. Có rất là nhiều sự lựa chọn cho anh em mình. Đó, 3,5 tấn mà phanh hơi lốc kê này đi hàng rất là ổn định, rất là tốt. Anh em có thể chở, nếu mà đi hàng nặng mà chở phanh hơi này nó tốt hơn phanh dầu rất là nhiều nha. Rồi về phần thùng phía sau thì nó cũng như những cái dòng khác thôi. Đây có con N350 đây anh em. Đây anh em coi cái N350 này, nó gọn hơn rất là nhiều. Để ngày mai Khanh sẽ chạy cặp cái con N350 đến cái con với lại cái con N350 Plus để Khanh so sánh cho nó chi tiết về hai cái mẫu xe này. Anh em muốn lấy cái mẫu nào thì lấy. Thì cái con này là thùng tiêu chuẩn nha. Thì anh em thấy nè, là mình có vách ngồi bằng inox 430, vách trong là tôn kẽm, sàn sắt, khung ba bẩn và cái con lương á làm bằng sắt luôn. Mình chỉ có cái vách, đây là cái viền bằng inox 430 nè. Cái thùng này khách hàng của Khanh đóng tiêu chuẩn thôi. Khách hàng ở thành phố mua về chạy hàng hạt đều ở Bình Phước. Đó là những cái thay đổi mà Khanh muốn giới thiệu cho anh em mình về bề ngoài của con xe N350 Plus. Bây giờ anh em mình sẽ tới cái phần động cơ. Cái phần động cơ thì cái dòng N350S á, nó sử dụng động cơ Cummins của Mỹ với dung tích máy là 2.8. Thì con này sử dụng động cơ DV của Đức, có nghĩa là máy dung tích sẽ lớn hơn một xíu, là máy 3.9 nha. Rồi bây giờ mời anh em coi phần nội thất nữa. Coi phần động cơ chứ. Đây, cho anh em coi nè. Đây, máy DV, máy 2.9. 2.9 cho máy gần 3 chấm đó anh em. Đó. Cái này nó có cái nắp đậy lại. Xe mới về còn rất là nóng, Khanh mới chạy về còn rất là nóng nè. 4 xi lanh thang hàng có turbo tăng áp luôn. Rất là khỏe. Cabin mở lên rất là nhẹ nhàng nha, riêng cái dòng dắt đầu vuông thì con nào cũng vậy, mở rất là nhẹ nhàng. Bây giờ mời anh em phần lên phần nội thất nha. Rồi, mời anh em lên. Thì thứ nhất là cái điểm thay đổi nha. Điểm thay đổi là anh em thấy đã chưa?
nó không còn là cái phanh tay nữa mà là phanh lóc kê. Phanh lóc kê thì nó an toàn hơn rất nhiều so với phanh tay đó, anh em thấy chưa, an toàn hơn. Và cái thứ hai thay đổi tiếp theo nữa trên cabin nha, là cái hộp số nó không phải là 5 tiếng một lùi mà con này đã lên là 6 tiếng một lùi đó. Về phần đồng hồ cũng như là ốp lăn lốp sàn ở lộn, về phần đồng hồ cũng như là bộ radio thì nó sẽ giống như là những cái dòng N350 Plus, N350S nha, không khác gì cả. À, này. Nhưng mà như phần đây nè, nó sẽ có hai cái đồng hồ hơi đó, thay đổi thêm nè, là có hai cái đồng hồ hơi do mình sử dụng là phanh lốc kê. Rồi cái phần vô lăng vẫn là sử dụng vô lăng 4 chấu, nhưng mà con N350 Plus này nó sẽ không có hệ thống ga tự động nha. Đó, nhưng mà cái đó không quan trọng, tại vì xe tải gần như những cái nút đó chỉ để trang trí thôi, không anh em ít rất là gần như không ai sử dụng cái chức năng đó. Đó, cái dòng này thì đề máy nhanh lắm, ngọt lắm. Đó anh em thấy không? Đề tiếng máy nghe rất là lực nha. Đó, quạt anh em bật luôn nè. Đó. Xe mới về luôn nha. Thì bữa nào Khanh sẽ kêu khách lên hỏi ý kiến, khi nào nhận xe Khanh sẽ hỏi ý kiến khách hàng tại sao là lựa chọn dòng này nha. Với lại dòng này nó cũng có trang bị lên cửa sổ trời nè. Đó, để mà lấy gió bên ngoài vô nữa nè. Riêng cái dòng dắt thì Khanh riêng khen, phải nói là cái máy lạnh họ làm rất là tốt, cái máy lạnh lạnh rất là nhanh luôn, vừa nổ máy là lạnh cực kỳ lạnh luôn nè, rất là mát. Đó là đủ hơi, anh em mới nghe tiếng xả hơi của cái bộ hơi nó đầy hơi, nó sẽ xả nha. Anh em thấy chưa? Chạy cái con này phanh hơi thì thích hơn nha. Là đạp nghe sẹt hơi nó xả rồi thích hơn cái dòng N350S. Cái bộ này nếu mà anh em nào có điều kiện á, mua con này về xong độ lên cái bộ ghế hơi nữa, tại vì bản thân xe mình nó đã có bầu hơi rồi, mình độ lên ghế hơi chạy thì nó sẽ đã hơn nha. Đó, con này mà nó có thêm cái giường nằm nữa thì hết ý luôn nha anh em. Đó, nhưng mà mình không thể đòi hỏi quá nhiều trên một cái dòng xe tải phân khúc tầm trung, tầm có 3,5 tấn thôi. Sẵn đây Khanh báo giá luôn cho anh em mình nha, thì công giá của xe này hiện tại đang có giá là 540 triệu, xe thùng bạc tiêu chuẩn chưa giấy tờ. Anh em nào mà muốn biết thêm chi tiết về xe này thì cứ gọi cho Khanh. Rồi anh em nào đang xem video mà chưa nhấn đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ Khanh. Còn như anh em nào muốn biết thêm về cái thông tin của xe nào thì cứ để lại bình luận của mình phía dưới, Khanh sẽ gọi tư vấn cho từng anh em mình nha. Bây giờ chắc Khanh sẽ kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.